Thank you.
trân trọng thông báo và kính mời. Ông Hiếu, Lưu, Bùi Quang Toàn, Bùi Quang Toàn. Quang Toàn à? Toàn, số 39, Dương Mạnh Hà số 10. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả đã đến với trận đấu giữa FC Nguyễn Văn Cử và FC Nguyễn Gia Thiều. Trận đấu thuộc vòng thi đấu cuối cùng của giải thi đấu các trường trung học phổ thông Gia Lâm niên khóa 1999-2002 sẽ được diễn ra ngay sau đây. Đây là trận thi đấu cuối cùng và cũng có thể coi như là một trận chung kết của giải đấu năm nay. Hai đội bóng đang làm những thủ tục cuối cùng trước khi bước vào thời gian thi đấu chính thức. Và dường như là các cầu thủ 984 Nguyễn Gia Thiều đã lựa chọn phần sân thi đấu bên phía tay trái trong hiệp thi đấu thứ nhất này. Và tiếng còi của trọng tài đã chính thức được vang lên. Và để tiện theo dõi thì chúng ta sẽ đến với đội hình ra sân của hai đội bóng của chúng ta ngày hôm nay. Bên phía FC 84 Nguyễn Gia Thiều, họ mặc bộ quần áo thi đấu màu vàng và bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn ảnh của quý vị và các bạn. Sẽ ra sân với số 7 Âu Phú Cường, số 16 Lưu Hiếu, số 39 Bùi Quang Toàn, số 10 Dương Mạnh Hà, Hà Messi, số 60 Nguyễn Tuấn Đạt, số 6 Nguyễn Đình Khánh và số 01 Nguyễn Vũ Điệp. Còn bên phía FC Nguyễn Văn Cử, họ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải và thi đấu với bộ trang phục màu đỏ. Và đây là một tình huống nguy hiểm, tuy nhiên thì thủ môn của Nguyễn Văn Cử đã xử lý gọn gàng. Cầu thủ Nguyễn Văn Cử sẽ ra sân với bộ quần áo thi đấu màu đỏ, bao gồm những cầu thủ số 38 Trần Mạnh Quân, số 69 Nguyễn Huy Thọ, số 11 Nguyễn Tiến Trường, số 6 Hoàng Văn Phan, số 7 Phạm Đình Báu. Tình huống đá biên, trung điểm nối giữa cột dọc và xà ngang của khung thành cầu thủ Nguyễn Gia Thiều. Số 25 Mai Văn Hùng, số 68 Nguyễn Văn Thiện. Bước vào trận thi đấu cuối cùng này, các cầu thủ Nguyễn Văn Cử và các cầu thủ Nguyễn Gia Thiều đều có cho mình đó là 7 điểm. Các cầu thủ Nguyễn Văn Cử xếp trên do hiệu số của họ là Dương 5. Và đây là tình huống đánh đầu không được.
tình huống đánh đầu của Âu Phú Cường, tuy nhiên bóng thì không đi chính xác, một tình huống phất bóng lên rất nhanh của cầu thủ Nguyễn Văn Cừ. Và có vẻ như đã lấy được một tình huống đá phạt góc. Nguyễn Văn Cừ là một đội bóng lâm ly, tuy nhiên thì họ lại rất kinh nghiệm. Họ có thể bùng lên để kết liễu đối thủ trong một tình huống rất nhỏ mà thôi. Và đây có vẻ như là một tình huống như vậy, một tình huống đá phạt góc, tuy nhiên thì không vào được bên trong. Tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân và đã có lỗi bên phía các cầu thủ Nguyễn Gia Thiểu. Lỗi là của Hà Messi. Một tình huống, một trận đấu mang tính chất quá quan trọng. Quả hai đội đều hiểu rõ điều đó. Ai chiến thắng trong trận đấu này sẽ giành được chức vô địch của giải đấu năm nay. Và đương nhiên là không ai muốn nhường lại chức vô địch cho đối thủ của mình cả. Người đá biên sẽ là Nguyễn Tuấn Đạt. Bóng hướng tới của vị trí của Âu Phú Cường không thể làm tường thành công. Phật bóng lên. Tuy nhiên thì tiền đạo của Nguyễn Văn Cừ đã không thể tiếp cận được trái bóng. Đây là Nguyễn Tiến Đạt. Cố gắng chuyền bóng cho hai Messi thì không thành công. Đây một tình huống xuống. Dường như là đã có lỗi. Sẽ là một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ Nguyễn Văn Cừ. Góc sút rất rộng ngay trước khung thành của các cầu thủ Nguyễn Gia Thiều. Okay. Và cầu thủ mang áo số 60 Nguyễn Tuấn Đạt đã phải nhận một chiếc thẻ vàng ngay từ rất sớm. Góc sút rất rộng. Đứng trước bóng đang là số 11 Nguyễn Tiến Trường. Quân xin gọi đây. Bóng lấy ra đi. Liệu rằng sẽ có một tình huống sút thẳng hay là một tình huống phối hợp với đồng đội hay không đây? Dứt điểm. Không chính xác. Nguyễn Tiến Trường không phải là người dứt điểm mà đó là số 7 Phạm Đình Báu. Nguyễn Tuấn Đạt. Không giống như các trận đấu trước thì Tuấn Đạt ngày hôm nay đã lui về và thi đấu ở phòng phòng ngự của các cầu thủ Nguyễn Gia Thiều. Pha đá biên có lỗi của Âu Phú Cường. Và bóng sẽ quay trở lại với các cầu thủ Nguyễn Văn Cừ. Đã bước vào ngày thi đấu cuối cùng, tuy nhiên thì phá bóng lên thành công dành cho các cầu thủ Nguyễn Gia Thiều. Cho dù là đây đã là trận đấu cuối cùng của giải đấu năm nay, tuy nhiên thì chức vô địch vẫn chưa được xác định. Hai đội bóng thi đấu ngày hôm nay đều có cho mình là 7 điểm. Nhưng vẫn còn đó là một Yên Viên đứng thứ 3, vẫn có khả năng cạnh tranh chức vô địch nếu như trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa. Nếu Yên Viên thắng Dương Xá với cách biệt 5 bàn thì họ hoàn toàn có thể lên ngôi vô địch nếu như Nguyễn Gia Thiều và Nguyễn Văn Cừ hòa nhau trong trận đấu này. Và đây sẽ là một tình huống đá phạt trực tiếp dành cho các cầu thủ Nguyễn Gia Thiều. Người đứng trước bóng chắc chắn đó chính là Hà Messi, ngôi sao sáng nhất bên phía các cầu thủ 84 Nguyễn Gia Thiều. Điểm trung chuyền bóng của Nguyễn Gia Thiều, đánh gót của Hà Messi rút lên nhưng có vẻ như là không hiểu ý, và đây là một tình huống phản công
không thành công của các cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Nguyễn Gia Thiểu đang cố gắng kiểm soát trận đấu như những gì mà họ đã làm với trận đấu trong trận đấu giữa họ và Cao Bá Quát và với các cầu thủ Yên Viên nữa. Còn các cầu thủ Nguyễn Văn Cử họ vẫn lầm lì như vậy, tuy nhiên đó là một sự lầm lì đầy lạnh lẽo. Sự kinh nghiệm của họ giúp họ có được vị trí đầu tiên trước khi bước vào vòng đấu cuối cùng này. Lỗi mất rồi. Sẽ là tình huống đá phạt lên dành cho bên phía Nguyễn Văn Cử. Đá phạt rất mạnh. Phá bóng ra phía của Tuấn Đạt. Sẽ là một pha đá biên ở vị trí nguy hiểm dành cho các cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Sút ngay! Thủ môn của Nguyễn Gia Thiều xử lý an toàn. Trận đấu trước với các cầu thủ Yên Viên, cho dù hai đội đã tạo ra rất nhiều những tình huống nguy hiểm, nhưng cả Nguyễn Gia Thiều và Yên Viên, tình huống xử lý kỹ thuật của Hà Messi, nhưng bóng lại thuộc về phía của Nguyễn Văn Cử. Một pha xử lý kỹ thuật nhưng lại thành tình huống xử lý lỗi. Đã tạo ra một thời cơ quá ngon ăn dành cho các cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Cầu thủ ghi bàn là cầu thủ mang áo số 38 Trần Mạnh Quân, đội trưởng của các cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Tình huống xảy ra quá bất ngờ. Hà Messi cố gắng tạo nên một tình huống xử lý kỹ thuật, tuy nhiên thì nó bất ngờ đã đem lại một món quà dành cho các cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Pha sút chéo góc quá tốt của Trần Mạnh Quân. Tỷ số hiện tại là 1-0 dành cho các cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Bên là Nguyễn Tuấn Đạt căng ngang vào. Bóng nằm gọn trong tay thủ môn Mai Văn Hùng. Bây giờ thì các cầu thủ Nguyễn Văn Cử không có gì phải vội cả. Họ đã có một bàn thắng làm vốn. Và đấm bóng lên của thủ môn Nguyễn Vũ Điệp bên phía các cầu thủ Nguyễn Gia Thiều. Tuy nhiên thì đã có lỗi và sẽ là một pha đá phạt trực tiếp tiếp theo dành cho các cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Trận đấu trước với Yên Viên thì cả thủ môn của Nguyễn Gia Thiều và Yên Viên đều thi đấu quá tốt, làm nản lòng các cầu thủ hai bên và đã khiến cho trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Hôm nay thì thủ môn của Nguyễn Gia Thiều đã phải nhận mặt bàn thua từ rất sớm. Đứng trước bóng là Nguyễn Tiến Trường, sút bóng nhưng không qua được hàng rào. Bây giờ thì chắc chắn là cầu thủ Nguyễn Gia Thiều sẽ phải vùng lên. Đây là Hà Messi, chuyền bóng rất thuận lợi, Hà Messi vào rất nhanh thôi. Hà Messi đã giữ lại niềm hy vọng dành cho Nguyễn Gia Thiều. Ngay sau khi thủng lưới có lẽ chỉ 2-3 phút thôi, Hà Messi đã phối hợp với đồng đội để đem lại bàn thắng gỡ hòa 1-1 dành cho bên phía Nguyễn Gia Thiều. Ngay lập tức là một tình huống tấn công của cầu thủ Nguyễn Văn Cử.
đường chuyền hay. Một pha xử lý không thực sự tròn trịa của số 6 Hoàng Văn Phan. Bên phía cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Trận đấu đang diễn ra rất nóng bỏng. Có 10 phút trôi qua mà thôi mà đã có tới 2 bàn thắng được ghi chia đều cho cả hai đội. Xứng đáng là một trận chung kết của giải đấu. Bóng đánh đầu ngược. Bóng không tới được vị trí của Nguyễn Tiến Trường. Tiếp tục là một tình huống đá biên bên phía Nguyễn Văn Cử. Đánh đâu? Không thành công. Tình huống đánh đầu không gây chút nguy hiểm gì cho bên phía cầu môn của các thủ Nguyễn Gia Thiều. Trận đấu vẫn còn rất dài và rất nhiều kịch bản sẽ có thể xảy ra trong trận đấu này. Bóng lại hướng tới vị trí của Hà Messi. Bóng lại quay về với Hà Messi. Anh ta làm gì đây? Nhưng lại là một tình huống không hiểu ý giữa Hà Messi và Lưu Hiếu. Chuyển hướng tấn công rất nhanh. Không qua được hai người. Đó là một tình huống đá biên của phía Nguyễn Gia Thiều. Trong bóng đang là Lưu Hiếu. Tài yêu cầu có một tình huống thực hiện lại quả đá biên. Một đá biên rất mạnh, đánh đầu vào trong đến từ Hà Messi. Tuy nhiên thì không có ai có thể đón được tình huống bóng đó. Hôm nay Âu Phú Cường tiếp tục được trao niềm tin trên hàng tấn công của cầu thủ Nguyễn Gia Thiều. Và đó là một tình huống cao chân của Âu Phú Cường. Phản công ngay chăng? 3 đánh 3, lùi về rất nhanh đến từ vị trí của Hoàng Văn Phan. Chọc kè quá hay! Rút! Không vào! Quá nguy hiểm! Một tình huống phản công sắc lẹm đến từ vị trí của các cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Suýt chút nữa thôi thì bóng đã lăn vào lưới. Rất may là các hậu vệ của Nguyễn Gia Thiều đã lăn xả đấm bóng ra đến từ thủ môn của Nguyễn Gia Thiều. Nguyễn Văn Cử không kiểm soát thế trận, không tấn công quá nhiều nhưng pha tấn công, pha phản công của họ rất chất lượng. Pha bóng vừa rồi nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Văn Điệp, có lẽ Nguyễn Gia Thiều đã phải nhận bàn thua thứ hai. Đây là Hà Messi giữa vòng vây của hai cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Quả người rất tay. Đến từ Lưu Hiếu, lại là Messi à? Hà Messi. Chuyển bóng cho Tuấn Đạt, mở bóng ra biên lại quay về với Tuấn Đạt. Không thể chạm được vào bóng đến từ vị trí của Tuấn Đạt. Hà Messi đừng chia bài quá hay. Những vệ tinh xung quanh của anh. Nó sút xa đến từ Hà Messi. Tuy nhiên thì bóng lại
không đi trúng khung thành. Hải Messi tiếp tục cắt được bóng. Anh có mặt trên mọi điểm nóng trên sân và kết nối với các đồng đội của mình. Tướng đá viên không hiểu ý của bên phía Nguyễn Văn Cử, bóng quay trở lại với Hải Messi. Chuyển bóng lên cho Âu Phú Cường. Tuy nhiên thì Âu Phú Cường lại không thể kiểm soát được trái bóng. Nhân lên rất mạnh. Đã có lỗi đẩy người đến từ vị trí của Tuấn Đạt. Tuấn Đạt ngày hôm nay rất chăm chỉ lên tham gia tấn công. Và những pha xâm nhập vòng cấm của anh thực sự đã tạo nên sức ép không hề nhỏ lên vị trí của khung thành thủ môn Mai Văn Hùng. Hải Messi. Công Toàn mở bóng cho Đạt Villa, tuy nhiên thì lại không thành công. Bóng Âu Phú Cường đã không chạm được pha bóng vừa rồi. Nguyễn Văn Cử phản công cực kỳ nhanh. Mỗi lần cướp được bóng là họ lao lên như một cơn bão. Bóng trở lại vị trí của Âu Phú Cường. Đây là Bùi Quang Toàn. Âu Phú Cường chuyền bóng hơi khó dành cho đồng đội, có giữ được bóng hay không? Phá bóng lên thành công. Nguy hiểm. Tình huống hơi lập bập, tuy nhiên thì thủ môn Vũ Điệp của Nguyễn Gia Thiều đã xử lý gọn gàng. Đội Vũ Cường. Lỗi đến từ các cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Cầu thủ Nguyễn Gia Thiều đang yêu cầu cần phải có một phép lợi thế đến từ phía trọng tài. Tuy nhiên thì phán quyết đã được đưa ra và sẽ chỉ có một pha đá phạt. Góc sút vẫn là rất rộng. À, Messi tiếp tục sẽ là người đảm nhiệm trọng trách thực hiện pha đá phạt này. Đứng trước bóng có Bùi Quang Toàn. Hắn mới di chuyển. Cứ ngỡ như là đã có bàn thắng dành cho bên phía Nguyễn Gia Thiều. Tuy nhiên thì bóng chỉ đi xoẹt ngang qua khung thành mà thôi. Tỷ số vẫn đang là 1-1. Để cầu thủ Nguyễn Văn Cư. Bàn bật không thành công. Đây là Âu Phú Cường. Liệu có một pha dứt điểm luôn hay không? Căng ngang vào. Không có một tình huống đánh đầu đến từ Tuấn Đạt. Tình huống chuyền ngay cho đội bạn của các cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Lại là tấn công dành cho bên phía Nguyễn Gia Thiều. Âu Phú Cường đang yêu cầu đồng đội di chuyển đến một vị trí thuận lợi hơn. Âu Phú Cường chuyền cho Hải Messi. Đạt Villa đang xin bóng, lại một tình huống kỹ thuật. Sút luôn nhưng không thành công đến từ vị trí của Lưu Hiếu. Những hướng tấn công từ hai biên của Nguyễn Gia Thiều dường như đang phát huy tác dụng. Đang có những pha tấn công có nhiều sức nặng hơn về phía khung thành của cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Và chỉ một chút nữa thôi sẽ có bàn thắng dành cho cầu thủ Nguyễn Gia Thiều. Đá biên lên dành cho cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Hải Messi cướp được bóng ở khu vực giữa sân. Lại là một pha tầng bóng ở khu vực giữa sân của Hải Messi.
chứng kiến Lionel Messi thi đấu, ta sẽ thấy một nguồn cảm hứng thi đấu cực kỳ lớn. Giờ Thiều đang cố gắng chơi chậm lại, phất bóng lên nhưng Âu Phú Cường nó không tiếp nhận được pha bóng đó. Tình huống đá phạt góc nhanh, tuy nhiên thì trọng tài xác định bóng đã đi hết đường biên và bóng thuộc về các cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Đây là Tuấn Đạt. Tuấn Đạt chuyền bóng cho Lưu Hiếu. Nguyễn Văn Cử áp sát rất nhanh, đây là 2 mét gì, một tình huống cao chân. Trọng tài đã cho hưởng phép lợi thế. Đây sẽ là một tình huống đá biên để cho cầu thủ Nguyễn Gia Thiều. Nhưng không, trọng tài đã quyết định cho cầu thủ Nguyễn Gia Thiều hưởng quả đá phạt trực tiếp do lỗi cao chân các cầu thủ bên phía Nguyễn Văn Cử. Messi và Lưu Hiếu đang là người đứng trước bóng. À, Messi! Lần này quyết định rút luôn, tuy nhiên thì đã không qua được hàng rào của Nguyễn Văn Cử. Nguyễn Văn Cử đang gia tăng sức ép và Nguyễn Gia Thiều đang gia tăng sức ép và Nguyễn Văn Cử chỉ còn biết căng mình ra chống đỡ và chờ đợi thời cơ phản công mà thôi. Đây sẽ là một tình huống phạt góc tiếp tục không qua được hậu vệ của Nguyễn Văn Cử và bóng đi hết đường biên ngang. Đội Nguyễn Văn Cử xin phép thay người. Huy Thọ ra sân, Thành Công vào sân. Ai vào sân? Một tấn công của Nguyễn Văn Cử không thành công. Chưa vào. Sút luôn không thành công. Phản công dành cho Nguyễn Gia Thiều. Âu Phú Cường. Phạm Đình Báu đã ngăn chặn ngay trước mũi giày của Âu Phú Cường. Tình huống hơi chần chừ của Âu Phú Cường thì cho anh không thể thực hiện phạt dứt điểm. Đánh nhau! Sút! Quá nguy hiểm. Phạt sút bồi của Nguyễn Tuấn Đạt. Tuy nhiên thì bóng vẫn chưa đi chính xác. Cú sút luôn của Trần Mạnh Quân. Tuy nhiên thì bóng lại đi ra ngoài. Đây là Lưu Hiếu. Chuyển bóng lên dành cho Âu Phú Cường. Đã có 2 cầu thủ Nguyễn Văn Cử ở trên hàng tấn công. Đây là Âu Phú Cường. À, Messi có lỗi hay không? Và đã có lỗi. Sẽ là một tình huống đá phạt. Lần này thì chấm đá phạt gần hơn rất nhiều. Sẽ là một thẻ vàng dành cho Nguyễn Văn Thiệu. Mang áo số 68. Trận đấu diễn ra đã có 2 thẻ vàng chia đều cho 2 đội. Mỗi đội 1 thẻ vàng. Sau khi OB
cầu thủ Nguyễn Văn Cừ liên tục phải phạm lỗi với Nguyễn Gia Thiều. Và chấm đá phạt. Lần này đã tiến gần đến khung thành của Nguyễn Văn Cừ hơn. Sút luôn, không thành công. Tiếp tục là một tình huống sút không qua được hàng rào của Nguyễn Văn Cừ. Thay chưa nhỉ? Người ta thay chưa ấy? Không có gì nguy hiểm. Sẽ tiếp tục có tình huống thay đổi người bên phía Nguyễn Văn Cừ. Lưu Hiếu, Hồ Phú Cường có đánh đầu được không? Không thể đánh đầu giữa vòng vây của hai hậu vệ bên phía trường Nguyễn Văn Cừ. Xin phép thay người, Hoàng Văn Phan ra sân, Bùi Việt Tùng vào sân. Liên tục là những tình huống thay đổi nhân sự bên phía của Nguyễn Văn Cừ. Lần này thì số 10 của Nguyễn Văn Cừ sẽ được tung vào sân. Số 10 Bùi Việt Tùng pha đá biên thắng vào vị trí của thủ môn của Nguyễn Văn Cừ. Pha tỉ lệ tốt của Bùi Quang Toàn. Bóng lên, bóng hướng tới vị trí của Tuấn Đạt. Và đúng lúc này thì trọng tài đã đổi hồi còi, khép lại hiệp 1 trận đấu giữa Nguyễn Gia Thiều và Nguyễn Văn Cừ. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số là 1-1. Và sẽ có rất nhiều điều để chúng ta trông chờ trong hiệp đấu thứ 2. Thank you.
We'll be right back.
lên, nhiệt lên, kia lên, kia lên, nhiệt lên. Ông chứ ông gồn đông nào cũng béo nóng. Nhiệt lên nhá. Cảm ơn vô thua giặt nhá. Xin chào tất cả quý vị đã quay trở lại với hiệp 2 trận đấu giữa cầu thủ Nguyễn Gia Thiều và cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Bạn ơi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi để nhìn. Hiệp 1 của chúng ta đã kết thúc với tỷ số đó chính là 1 đều, chia đều cho cả hai đội. Và chúng ta bắt đầu hiệp 2. Ở hiệp 1, trận đấu đã diễn ra vô cùng căng thẳng với sức ép tấn công đến từ bên phía của Nguyễn Gia Thiều. Họ đã gây ra rất nhiều những tình huống tấn công nguy hiểm tới khung thành của cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Tuy nhiên thì chỉ có một bàn thắng được ghi. Và con số đó cũng bằng với những gì mà Nguyễn Văn Cử làm được. Và không biết rằng ở hiệp 2 này Nguyễn Văn Cử có đấu pháp gì để đối chọi với sức ép tấn công của cầu thủ Nguyễn Gia Thiều hay không. Đây là tình huống tấn công của Nguyễn Gia Thiều. Hà Messi cố gắng chạm bóng, tuy nhiên thì thủ môn của Nguyễn Văn Cử đã chơi xuất sắc. Và đây là tình huống phản công không thành công rồi. Tiếp tục lại là tấn công đánh đầu. Trận đấu đã nóng lên ngay từ những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai. Suýt chút nữa thì Hà Messi đã đưa các cầu thủ Nguyễn Gia Thiều vươn lên dẫn trước. Anh ơi, cho em xem đấy. Nguyễn Văn Cử, bóng đã được cắt đi ngay trước mũi giày của tiền đạo. Nguyễn Văn Cử. Nhìn người, đừng nhìn bóng. Đá biên của Nguyễn Văn Cử. Bảy cái thứ luôn đi, không thì quay sang kia là không kịp đâu. Ở phải thì Nguyễn Tuấn Đạt đã được rút ra để thay cho Nguyễn Đức Kiên. Đây là Messi cố gắng xử lý kỹ thuật, tuy nhiên thì giữa vòng vây có ba cầu thủ, Hà Messi đã không thể qua người. Bóng vẫn thuộc về cầu thủ Nguyễn Gia Thiều. Hú rút. Không có gì khó khăn dành cho thủ môn Mai Văn Hùng. Tiếp tục là Hà Messi cắt bóng giữa sân và đây là đường truyền quá khó. Bóng vẫn ở trong sân, tuy tướng băn cắt bất ngờ của Âu Phú Cường. Suýt chút nữa thì đã có một điểm chạm được tạo ra ngay trước khung thành của cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Quá đáng tiếc. Nguyễn Gia Thiều. Đang dồn ép Nguyễn Văn Cử ở trên sân đấu. Tuy nhiên ở trên bảng xếp hạng thì người xếp trên vẫn là Nguyễn Văn Cử. Nếu phạm lỗi cầu thủ Nguyễn Gia Thiều. Sẽ là một tình huống đá phạt trực tiếp. Nhìn người.
dành cho các thủ Nguyễn Văn Cử ở hiệp 2. Thì Nguyễn Lương Sơn, Sơn Líp Hùng đã được đưa vào, tuy nhiên thì không phải là một vị trí tấn công như thế này. Tình huống đánh đầu, phát bóng lên dành cho các thủ Nguyễn Gia Thiều. Hôm nay thì Sơn Líp Hùng đưa vào sân không phải ở vị trí tiền đạo, mà anh sẽ thi đấu ở vị trí thủ môn. Vất lên của Sơn Líp Hùng, Đức Kiền không thể giữ được bóng. Phật bóng rất mạnh, Sơn Líp Hùng bắt gọn bóng trong tay. Lưu Hiếu chuyền bóng lên cho Âu Phú Cường. Bùi Quang Toàn chuyền bóng không thành công, đây là Hà Messi. Tiếp tục chuyền bóng lên dành cho Lưu Hiếu. Có lỗi hay không? Và đã có lỗi của các cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Một tình huống phạt trực tiếp bên phải của khung thành các cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Đường chuyền vào, không có ai có thể tung ra cú sút. Sơn Líp Hùng, Nguyễn Đức Kiên, Hà Messi bàn bật với Nguyễn Đức Kiên. Không có tình huống phản công của cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Bùi Quang Toàn, đây là Lưu Hiếu đang kêu gọi hỗ trợ đến từ Lưu Hiếu. Nguyễn Đức Kiên chuyển bóng cho Âu Phú Cường, không có ai ở bên trong tung ra cú sút. Tiếng phất bóng lên không cho ai. Trọng tài đã có những nhắc nhở với hai số 10 của hai đội bóng. Có vẻ như hai số 10 có những va chạm với nhau trên sân. Bỏ bóng số 38 Trần Mạnh Quân, tuy nhiên thì không có cầu thủ nào của Nguyễn Văn Cử ở phía sau thì có thể nhận được tình huống vừa rồi. Phật bóng lên đến từ Sơn Líp Hùng. Trần Mạnh Quân có theo kịp không? Không thể theo kịp, bóng đi hết đường biên dọc. Đức Kiên truyền cho Phú Cường, tuy nhiên vẫn tiếp tục là chưa có ai ở bên trong. Hà Messi, Đức Kiên, khá khó chịu. Phá bóng nhưng bóng vẫn ở trong sân. Âu Phú Cường pha sút trượt bóng đến từ Âu Phú Cường. Đá biên của Nguyễn Văn Cơ, cú sút
không sút được. Là Messi chọc khe không đến được vị trí của Bùi Quang Toàn, và ngay sau đó thì anh đã buộc phải phạm lỗi và nhận về một chiếc thẻ vàng đến từ trọng tài. Ngay sau đó là tiếng bắt tay rất fair play. Chúng Nguyễn Văn Cơ bóng hướng thẳng về cầu môn của các cầu thủ Nguyễn Gia Thiều, và Sơn Lít Bông đã chơi quá tập trung. Sơn Lít Bông cứu Nguyễn Gia Thiều bàn thua đây, pha đánh đầu. Sơn Lít Bông lao ra rất nhanh và ném bóng lên cũng rất nhanh. Đồng đội thì có vẻ như là đang không tập trung. Đức Kiên, trọng tài không thổi lỗi tình huống vừa rồi. Hà Messi đảo chân, vẫn là Hà Messi xuống biên, chuyển về cho Lưu Hiếu, xuống biên cho Vũ Cường ngay. Lưu Hiếu bóng lên nằm gọn trong tay thủ môn của Nguyễn Văn Cử. Và ngay lập tức là một tình huống phạm lỗi, ngăn chặn một pha phản công của cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Tình huống phạm lỗi của Đức Kiên. Tình huống tấn công liên tục của hai bên. Trận đấu đang trở nên nóng hơn bao giờ hết. Tình huống để bóng chạm tay của Âu Phú Cường sẽ tiếp tục là một tình huống đá phạt dành cho bên phía của Nguyễn Văn Cử. Đá phạt thắng vào cú môn, và Sơn Lít Bông một lần nữa ôm gọn trái bóng. Một thủ môn bất ngờ của Nguyễn Gia Thiều, nhưng đây là một tình huống không hiểu ý của Đức Kiên. Đội Nguyễn Văn Cử xin phép thay người. Đây này, Nguyễn Tiến Trường vào sân và Văn Công ra sân. Cầu thủ Nguyễn Văn Cử sẽ tiếp tục có sự thay đổi người. Nguyễn Tiến Trường được tung vào sân thay cho Vũ Văn Công. Đúng. Có vẻ như là đã cao chân nhưng trọng tài không thổi phạt với các cầu thủ Nguyễn Gia Thiều. Bùi Quang Toàn xử lý khiến cho Hà Messi phải bất ngờ bởi độ thiếu chính xác của đường truyền vừa rồi. Hướng vào sau, có lỗi của các cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Phạm lỗi là Nguyễn Văn Thiện mang áo số 68. Đá phạt lên của Nguyễn Gia Thiều, bóng hướng thẳng tới cầu môn của Nguyễn Văn Cử, nhưng mà nó chưa đủ khó, có thể đánh bại được thủ môn Mai Văn Hùng. Tình huống đá biên tiếp theo sau đó thì đi không chính xác một chút nào cả. Vẫn chưa thể có thêm một bàn thắng nào được ghi ở hiệp thi đấu thứ hai này. Đây là Bùi Việt Tùng. Đã mất bóng với chân Hà Messi. Âu Phú Cường có sút được hay không? Không thể tung ra được cú sút đến từ Âu Phú Cường. Bùi Quang Toàn tranh chấp bóng, lấy lại bóng cực kỳ nhanh. Và anh đã mang lại cho Nguyễn Gia Thiều
một pha đá phạt góc. Nguyễn Gia Thiều đang rất nhanh chóng triển khai tấn công bởi họ biết thời gian không còn nhiều nữa. Trận hòa cũng giống như là một trận thua mà thôi. Bởi vì nếu xét về hiệu số thì Nguyễn Văn Cừ đương nhiên là sẽ tốt hơn nếu như hai đội hòa nhau. Chúng ta cần sự nhiệm màu đến từ Hà Messi. Lưu Hiếu quay về với vị trí của Sơn Lý Pông. Sơn Lý Pông đang kêu gọi đồng đội phất bóng lên rất mạnh. Bóng vẫn trong chân của Hà Messi. Đây là Bùi Quang Toàn. Hà Messi không vào. Tại sao lại có thể dứt điểm lên trời ở tình huống vừa rồi? Nguyễn Gia Thiều có sự thay đổi người. Cầu thủ Âu Phú Cường ra sân. Và sau tình huống xử lý bóng như tội đồ vừa rồi của mình thì Âu Phú Cường đã bị rút ra sân, và người vào sân đó chính là Vũ Mạnh Tùng bằng áo số 319. Và Sơn Lít Bông lao ra cản phá không hợp lệ. Đối với tiền đạo của cầu thủ Nguyễn Văn Cừ và chiếc thẻ vàng rút ra dành cho Sơn Lít Bông, thủ môn của cầu thủ Nguyễn Gia Thiều. Một tình huống đá phạt trực tiếp có thể gây nên nhiều nguy hiểm cho khung thành của Nguyễn Gia Thiều. Và đó là một tình huống phối hợp rất hay của các cầu thủ Nguyễn Văn Cừ. Chỉ thiếu một chút chính xác nữa thôi, bóng chỉ đi vọt xà ngang có một vài chục cm. Sơn Lý Pông phá bóng lên. Cần nhanh hơn đến từ các cầu thủ Nguyễn Gia Thiều. Bùi Quang Toàn. Hà Messi mở bóng ra biên dành cho Lưu Hiếu. Nhưng đã chặn lại, đây là Tùng Lò Gạch. Và bóng lại nằm gọn trong sân trong tay của thủ môn Mai Văn Hùng. Ngay sau đó tình huống phạm lỗi. Âu Phú Cường lại vào. Và dường như là Âu Phú Cường đã được tung trở lại sân thay cho vị trí của Nguyễn Đình Khánh. Thủ môn của Nguyễn Văn Cừ đang tỏ ra khá đau đớn và cần đến sự chăm sóc của các nhân viên y tế. Để tiết kiệm thời gian thì Nguyễn Gia Thiều không nên có những tình huống chơi xấu như vậy. Họ đang thua trong cuộc đua vô địch. Và nếu không nhanh lên, đội Nguyễn Gia
cú sút này. Đội Nguyễn Gia Thiều vừa thay người. Tình huống mà chúng ta chưa kịp định thần lại thì đã có một cú sút rất nhanh từ Nguyễn Tiến Trường. Này là Tiến Trường. Sơn Lipong có kịp không? Không kịp. Và sẽ có một tình huống đá phạt góc dành cho cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Bóng đá phạt góc quá cao của cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Nguyễn Văn Cử, Nguyễn Văn Cử có sự thay đổi người. Hoàng Văn Phan vào số 6 vào sân. Nguyễn Văn Thiệu số 68 rời sân. Đội Nguyễn Gia Thiều, cầu thủ Âu Phú Cường vào sân và cầu thủ Nguyễn Đình Khánh rời sân. Âu Phú Cường đã được đưa trở lại sân và tuy nhiên thì anh đã nhường lại hàng tấn công cho Vũ Mạnh Tùng. Ở đây sẽ là một tình huống phạt góc. Không, trọng tài đã xác định là tình huống phát bóng lên dành cho cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Bóng lại đến chân của hai Messi, đằng sau của hai Messi có cầu thủ đang áp sát. Không qua được Nguyễn Tiến Trường. Nguyễn Văn Cử không cần thiết phải vội vàng. Họ đang có lợi thế. Không thể chạm bóng. À, Messi đang làm mọi thứ. Và lại là một tình huống xử lý lỗi đến từ bên phía Nguyễn Văn Cử. Đá biên là thành công, Sơn Lipong đấm bóng ra, đánh đầu vào, không được. Âu Phú Cường phá bóng ngay trên vạch môi của Nguyễn Gia Thiều. Hay là Hà Messi, Tùng, Nguyễn Mạnh Tùng không thể tiếp được pha bóng vừa rồi. Sẽ là một tình huống đá phạt góc và Nguyễn Gia Thiều chắc chắn sẽ phải chắt chiu tình huống này. Đây là Âu Phú Cường trả bóng cho Hà Messi. Phá bóng lên an toàn dành cho Nguyễn Văn Cử. Chỉ còn lại một chút ít thời gian mà thôi. Đây là Hà Messi đào bóng và truyền vào. Một pha, một đường truyền làm khó đồng đội của mình. Không cần thiết phải như vậy. À, Nguyễn Gia Thiều có sự thay đổi người. Phân bóng vào gôn, không vào. Nguyễn Gia Thiều có sự thay đổi người. Cầu thủ 91 Nguyễn Văn Kiên ra sân. Nguyễn Gia Thiều thay người. Số 19 rời sân. Nguyễn Đức Kiên ra sân. Người vào sân số 91.
Cao Tiến Bình đá phạt góc thắng vào gôn của các cầu thủ Nguyễn Gia Thiều. Tuy nhiên thì bóng đó là không chính xác. Đây là Bùi Quang Toàn có thể xuống biên được không, tuy nhiên thì đã bị chặn lại. Sẽ là tình huống đá biên lên dành cho cầu thủ Nguyễn Gia Thiều. Tốc độ trận đấu đang được các cầu thủ Nguyễn Gia Thiều đẩy lên. Đường chuyền không thành công. Thủ môn phất bóng lên rất nhanh và một thoáng giật mình dành cho các cổ động viên của Nguyễn Gia Thiều. Rất may là Slipong đã xử lý thành công. Đá biên lên rất mạnh và Sơn Lý Bồng tiếp tục đấm bóng ra thành công. Và đánh đầu đây là Bùi Quang Toàn. Bùi Quang Toàn không qua được vị trí cầu vệ. Đường chuyền không cho ai, không có ai ở bên trong vòng cấm của cầu thủ Nguyễn Gia Thiều. Sơn Lý Bồng phất bóng lên nhưng cũng không có ai ở bên trên cả. Phú Cường chuyền bóng lên cho Mạnh Tùng, không hề có lỗi và biên lên dành cho cầu thủ Nguyễn Văn Cử. Hoàng Văn Phan đang đứng trước pha đá biên nguy hiểm quá, cú sút không vào. Trần Mạnh Quân đã không thể thắng được Sơn Lipong trong tình huống vừa rồi. Tình huống đối mặt mà Sơn Lipong đã chơi quá xuất sắc. Sơn Lipong đã cứu cho Nguyễn Gia Thiều. Và điều này có lẽ sẽ làm tinh thần của Nguyễn Gia Thiều được gia tăng trong những phút còn lại, những phút ít ỏi của trận đấu này. Những phút mà Nguyễn Gia Thiều họ đang mơ về một bàn thắng kết liễu đối thủ. Họ cần phải chắc chịu những cơ hội mà họ có được. Tình huống mất bóng khá vô duyên của Bùi Quang Toàn. Nguyễn Văn Cử thì vẫn lì lợm như vậy. Họ không cần thiết phải vội vàng, tiếp tục là Thân Lý Phụng lao ra. Thắng ngang vào, không thành công. Đây là Bùi Quang Toàn, Lưu Hiếu. Muốn chuyền sai địa chỉ của Âu Phú Cường và cơ hội tấn công đã biến mất. Đây là Nguyễn Tiến Trường xử lý quá ngọt. Nhưng Trần Mạnh Quân đã để mất bóng. Đây là Mạnh Tùng. Bùi Quang Toàn xuống biên không thành công, đã bị cản phá. Hiệp 2 còn tầm 2-3 phút nữa thôi. Trên sân số 2 tỷ số hiện nay là 2-1 Dương 10 đội Dương Xá. Dương Xá đang dẫn trước các cầu thủ Yên Viên. Và với tỷ số như vậy thì các cầu thủ Nguyễn Văn Cử không cần lo về các cầu thủ Yên Viên nữa. Và họ sẽ chỉ cần tập trung vào trận đấu này mà thôi. Trận đấu chỉ còn khoảng 3 phút đồng hồ nữa thôi.
3 phút cho một giấc mơ vô địch. Chia đều cho cả hai đội. Sẽ là biên lên dành cho Nguyễn Gia Thiều. Đây là Sơn Líp Ông. Đặt bóng lên. Hà Messi. Đây là Cao Tiến Bình. Cao Tiến Bình không thể bứt tốc. Nguyễn Văn Cừ có sự thay đổi người. Cầu thủ Huy Thọ vào sân. Nguyễn Huy Thọ sẽ được tung vào sân trong những phút cuối này. Và Việt Tùng sẽ là người được thay thế. Đây là Bùi Mạnh Tùng. Ngay lúc mà đội hình của Nguyễn Văn Cừ chưa kịp ổn định thì Nguyễn Gia Thiều cũng đã có một pha tấn công sắc nét. Rất tiếc là thủ môn của Nguyễn Văn Cừ. Có lẽ sẽ có những phút bù giờ trong trận đấu này. Các cầu thủ Nguyễn Văn Cừ lùi về rất nhanh, họ có thể làm mọi thứ để có thể bảo toàn tỷ số, thậm chí có thể nghĩ về những tỷ số chiến thắng trong trận đấu này. Đây là Âu Phú Cường. Phất bóng lên dành cho Mạnh Tùng. Không có một điểm chạm nào được tạo ra trong tình huống vừa rồi. Tình huống ném bóng lên quá chuẩn xác dành cho Tiến Trường. Tuy nhiên thì cú sút của Tiến Trường nó không được sắc nét như mọi khi. Đấy, dành cho Cao Tiến Bình. Cao Tiến Bình xử lý ra sao đây? Âu Phú Cường. Cú sút đang rất lập bập, rất nguy hiểm. Sơn Líp Bông đã chơi xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Và hết giờ. Tỷ số chung cuộc là 1-1, chia đều cho cả hai đội. Và với tỷ số như vậy, chức vô địch của giải đấu năm nay đã thuộc về các cầu thủ Nguyễn Văn Cừ. Vinh quang đã gọi tên các cầu thủ Nguyễn Văn Cừ, đội chủ nhà của giải đấu năm nay.